Đây là công thức đất trộn tớ thường dùng cho hầu hết các loại cây cảnh chơi lá của mình. Theo quan điểm cá nhân, tớ thích giữ thành phần đất vì cảm thấy nó gần gũi với bộ rễ nhất. Tớ thường dùng đất vi sinh đã được khử sạch nấm. Đá perlite là thành phần quan trọng để đất thoáng nhẹ, thoát nước tốt. Càng nhiều đá bọt này, đất càng khô nhanh. Mùn dừa là thành phần giữ ẩm, tạo kết cấu mùn nhưng tơi xốp cho đất. Nhà vườn hay dùng chấu tươi nhưng thành phần này sau một thời gian dễ sinh nấm mốc nên tớ dùng chấu hun là một cách khử khuẩn hiệu quả, giúp đất màu mỡ nhẹ bông hơn. Thành phần này có thể thay thế bằng vỏ thông hay dừa cục nhưng tớ thích than củi vì nó kháng nấm và lại bổ sung thêm kali tự nhiên. Phân chùn hoặc phân hữu cơ, phân tan chậm được bổ sung vào đất tăng chất dinh dưỡng cho cây trồng, nhưng tớ thích phân chùn quế vì nó sẽ sinh run, hiệu quả lâu dài và an toàn cho cây lẫn người sử dụng. Khác với trồng đất vườn hay trong tự nhiên, cây trồng trong chậu bị bó hẹp không gian sinh trưởng bộ rễ, vì vậy để chúng khỏe mạnh và phát triển tốt hơn, người ta bèn thêm vào các thành phần khác ngoài đất để hỗ trợ bộ rễ thở và hút nước, chất dinh dưỡng được dễ dàng hơn. Lời khuyên của tớ là tất cả các loại cây trồng trong chậu đều cần dùng đất trộn, nhưng trộn với cái gì và như thế nào còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như tùy vào đặc tính của loại cây đó ưa ẩm hay ưa khô, bộ rễ khỏe hay bộ rễ mong manh, và còn bị ảnh hưởng bởi tính cách người trồng, kiểu rất thích tưới cây hàng ngày hay thường xuyên quên tưới mà thay đổi các thành phần cho phù hợp. Nên không có loại công thức nào là công thức chuẩn, hãy tự tìm tòi các loại giá thể sao cho phù hợp nhất với mình và với lũ cây con cưng của mình nhé.